Spaghetti. Nào hai em bây giờ hát nào. Yên, thôi được rồi, xong rồi. Hai em. Hai em bây giờ cùng hát bài bài hát gì mà hôm trước con với cả Nick hát Speed Shop hát ở nhà mình ấy. Rồi. Ok, go hát. Cái gì? Ma. Đây, nhạc. Na 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 na. Cái gì ô mà với ô bà gì đây? Mẹ không nhớ âm chưa còn hai đi. Tin sắc. Thế con với Nick hát những bài gì? Con với Nick hát cái gì bài tiểu nhí? Không nhớ à? Không. Thôi bây giờ hai em hát dít đen ban đi. Không. Mày nói ô mà thèm thuyên ở trên một thù. Đúng rồi. Một thù vạch. Một thù vạch. Mày nói ô mà thèm thuyên ở trên một thù vạch. Mày nói ô mà thèm thuyên ở trên một thù vạch. Mày nói ô mà thèm thuyên anh thật mít anh lạnh gật mít anh lạnh gật mít anh lạnh gật mày nó ôm ở phần mày nó ôm ở hạt thóc mít anh lạnh gật mày nó ôm ở cân tên anh thành câu mày nó ôm ở hạt toilet puppy mít lùm chân mít lùm chân mít lùm chân mày nó ôm ở hạt toilet puppy mít lùm chân mày nó ôm ở cân cân anh đến thần thứ không đến đến. Ok, còn bài gì nữa Văn Hô? Còn bài gì nữa? Hát tiếp bài nữa. Và bố thích con mèo ở tiếng Việt mà bố không làm được. Còn hát gì? Thôi con quên rồi thì thôi con hát bài gì tiếng Đức con biết đây. Teddy bear thanks herum. 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 Ok, về dít đen ba nào. 1, 2, 3. Dít đen ba là đi ở đâu? Little dogs, little dogs. Dít đen ba là đi ở đâu? Little dogs, little dogs. Dít đen ba là đi ở đâu? Little dogs, little dogs. Ok. Nào, Happy birthday to me nào. To me là gì? Là to me là của tôi, tức là của gấu ấy. To me. Don't go for the to me. Don't go for the to me. Don't go for the to me. Don't go. Còn bài gì mà bây giờ hát bài gì mà trước khi ăn đúng không? À, hai em ở lớp hát bài gì? Bây giờ mình chuẩn bị ăn bánh rồi thì hai em cầm tay nhau và hát bài đấy nào trước khi mình ăn này. Tình 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 cút thân em tít nào. Peep peep my chân, come and say hi chân. Peep 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 hi cút thân em tít. Cút thích ăn bánh cái này. Cái này à, cái này phải sao? Ok, để mình được ra nhá. Cút thích cái này. Ok.